Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc nha. Thì hôm nay có một món, cái này là gạt tàn thuốc nha quý vị. Cái này là bằng hợp kim sắt với cái gì đó, nhưng mà nó có hít, nhưng mà nó hít nhẹ nha. Sắt với nó pha gạt gì đó. Cái này thì nói chung đây ha quý vị, nói chung em cũng không biết chữ này là ý nghĩa của nó là gì nữa nha. Nhưng mà cái này là những cái gạt tàn thuốc cổ thời xưa đó. Cái này hàng Nhật về nha quý vị, đồ cổ của Nhật về nha. Nhưng mà cái này hình như là chữ này không biết là chữ Nhật hay chữ Trung Quốc quý vị. Trung Quốc, nhiều khi Trung Quốc nó xuất sang Nhật. Thì Trung Quốc cái nền đồ cổ của, nếu mà cái niên đại tính ra cái nền đồ cổ của Trung Quốc là nó còn phong phú hơn Nhật nữa quý vị, tại vì nó mấy ngàn năm lịch sử. Cái này thì cái này thì kích thước nó khoảng 14, nó khoảng mười mấy cm đấy nha quý vị. Cái gan em là 22, cái này nó khoảng chắc khoảng 15 quá. Nó làm qua văn này kia kia nọ ha quý vị. Rất đẹp. Quý vị nào yêu thích thì liên hệ với em nha. Giá cũng khá hữu nghị nha quý vị. Rồi, xin cảm ơn. Xin kết thúc video tại đây.